Hiếu chào tất cả các anh em. Hiện nay là Hiếu đang có một con xe OIS. Anh em nào cần thì liên hệ cho Hiếu. Hiếu đang muốn bán. Đây, xe này Hiếu vừa mới mua. Bán là con xe OIS này là 4 triệu các anh em nha. Xe liên doanh. Điện đèn còi đề đầy đủ. Xe mới toanh. Chủ sở hữu của nó vẫn nguyên đai nguyên kiện luôn, chưa qua tay ai. Máy vẫn khô đét, khô zin. Máy cực kỳ êm, nổ máy rất là phê luôn. Rồi. Và đằng sau thì vừa mới thay thụt Honda vào. Sau thì vừa mới thay đôi thụt. Biển 90H80370. Thì bây giờ Hiếu sẽ lổ máy thử cho các anh em xem. Đây, Hiếu sẽ cắm chìa khóa ở đây lổ máy thử. Còi nhan đề đầy đủ. Máy cực êm luôn các anh em nha. Xe liên doanh. Nhan còi, điện đèn còi đề đầy đủ. 4 triệu các anh em nha. Đèn điếc là đầy đủ hết. Không thiếu cái gì. Máy rất êm. Đăng ký. Xe này mua từ đời 2010. Đến nay là được 9 năm. Nhưng mà được cái chủ xe chịu khó thay nhớt. Anh em nào mà có nhu cầu đang thiếu xe thì cứ liên hệ cho Hiếu nha. Rồi, các anh em nhìn lại xe một lần nữa này. Rồi, các anh em nhìn được không? Nói chung là con này là vẫn ngon. Anh em nào mà không có xe mua này đi thì thoải mái, chả bao giờ phải sửa chữa gì. Đấy, các anh em nhìn đến cái Mayer cũng sạch sẽ này. Hộp xích vẫn nguyên đai nguyên kiện, nguyên bản luôn này. Đấy. Đây. 110S. Có cái đôi giảm sóc trước này cũng vẫn ngon này. Nó chỉ có mỗi đứt công tơ mét nữa thôi. Không chạy công tơ mét nữa. Còn vành bánh tất cả vẫn còn nguyên zin các anh em nha. Rồi. Và như vậy là anh em nào cần cứ liên hệ cho Hiếu nha.